Huyền thoại MU hé lộ điểm yếu đội tuyển Pháp, tin Messi hay Mbappe vô địch World Cup. Gio Ferdinand đã có những phân tích trước trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina. Pháp với vị thế nhà đương kim vô địch cộng màn thể hiện ấn tượng từ đầu giải được đánh giá nhỉnh hơn Argentina. Tuy nhiên, gà trống cao loi không phải đội bóng hoàn hảo. Huyền thoại MU, Gio Ferdinand đã chỉ ra vấn đề của Pháp. Hành lang cánh trái của đội tuyển Pháp là nơi các đối thủ nhắm đến để khai thác. 1/3 số bàn thua của Pháp đều xuất phát từ vị trí này. Lucas Hernandez gặp chấn thương và khiến cho cánh trái của Pháp mong manh hơn. Mbappe chơi ở cánh trái và cầu thủ này thường xuyên đứng ở phần sân của đối thủ. Cậu ấy không hỗ trợ nhiều cho khâu phòng ngự. Theo Hernandez, cầu thủ thay thế Lucas Hernandez ở vị trí hậu vệ cánh trái tuyển Pháp vẫn đang chơi ổn định. Tuy nhiên, anh lại là hậu vệ mạnh ở khoản tấn công thay vì phòng ngự. Gio Ferdinand phân tích tiếp, Argentina cần khai thác vào hành lang cánh trái của đội tuyển Pháp. Nếu Pháp bị dẫn trước, họ sẽ bị hoảng loạn. Đó là cơ hội để Alvarez và Messi phô diễn kỹ thuật. Ngoài việc chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Pháp, Gio Ferdinand có ủng hộ Argentina vô địch World Cup 2022. Huyền thoại MU thổ lộ, mọi người đều đang ủng hộ Messi. Chúng ta đã thấy cậu ấy cắn mốc 1.000 trận đấu trong sự nghiệp tại World Cup 2022. Những cuộc tranh cãi về việc Messi hay Maradona, ai mới giỏi hơn vẫn đang diễn ra. Messi chưa có chức vô địch World Cup nào và trận đấu tới là thời khắc dành cho cậu ấy. Phòng Đức.